gần gũi, giản dị và đầy tinh thần trách nhiệm là những điều mà đồng nghiệp, bệnh nhân và học trò khi nói về thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Giáp, giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với ông, nghề y không chỉ giỏi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mà còn đòi hỏi niềm đam mê, sự tận tâm, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Hơn 30 năm công tác, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp là tấm gương với các thế hệ y bác sĩ nhãn khoa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa 1 về mắt thì tôi được điều động về công tác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đến năm 2006 thì chính thức được bổ nhiệm và chuyển sang công tác ở trung tâm mắt và bây giờ là Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thế thì ngay từ khi bắt đầu về công tác ở tại Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã thấy rằng cái nhu cầu khám chữa mắt của nhân dân rất là cao, đặc biệt là cái kiến thức, cái thông tin và những cái hiểu biết về các bệnh về mắt của người dân của chúng ta còn khá hạn chế. Vì vậy cho nên bắt đầu từ năm 1994 chúng tôi đã khởi xướng để đề xuất thành lập cái chương trình phòng chống mù lòa, và từ đó đến nay thì chương trình được phát triển lên một cách rất là có hiệu quả. Từ khi còn là sinh viên đại học, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp đã có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đến nay, ông đã có hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và ý tưởng sáng tạo có giá trị. Trong đó tiêu biểu nhất là hai sáng kiến khoa học và ý tưởng sáng tạo có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Đó là đề tài đánh giá các giải pháp can thiệp đối với kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc mắt của học sinh trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đã được các tổ chức phi chính phủ, ngành nhãn khoa ở các địa phương trong cả nước tham khảo làm cơ sở khoa học khi xây dựng, lập đề án chăm sóc mắt cho học sinh. Đây cũng là đề tài được các y bác sĩ, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh ở lĩnh vực nhãn khoa trong cả nước sử dụng làm tài liệu tham khảo để phục vụ công tác nghiên cứu và học thuật. Bận rộn với công việc khám chữa bệnh, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp vẫn dành thời gian cho các nghiên cứu, các ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị thực tiễn cao. Như nghiên cứu đánh giá các bệnh gây mù lòa có thể phòng tránh được tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết quả điều chỉnh tật khúc xạ bằng phương pháp chỉnh hình giác mạc với kính tiếp xúc qua đêm AuthoCay, lượng giá chương trình chăm sóc mắt dựa vào cộng đồng. Ông cũng dành tâm huyết thực hiện nhiều sáng kiến hữu ích khác như bảng thị lực đơn giản để phát hiện mù lòa tại cộng đồng, bàn cố định trẻ em để thực hiện một số phẫu thuật và thủ thuật chuyên khoa mắt, cải tiến ống nghe tim phổi thành dụng cụ hỗ trợ giao tiếp với người khiếm thính. Thấy rằng đối với một cái bác sĩ nhãn khoa, đặc biệt là được giao cái nhiệm vụ đầu ngành quản lý một cái ngành trên địa bàn, thì song song với việc phát triển chuyên môn kỹ thuật ở tại bệnh viện thì cái việc chăm sóc mắt cộng đồng, triển khai các chương trình sức khỏe cộng đồng cực kỳ có ý nghĩa. Hai cái đó nó sẽ giúp cho thứ nhất là những người có bệnh sẽ được giải quyết và những người chưa có bệnh hoặc chuẩn bị mắc bệnh biết cách phòng ngừa, bảo vệ, chăm sóc để giữ gìn cái ánh mắt của mình. Theo đánh giá của Bộ Y tế, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là điểm sáng về công tác phòng chống mù lòa của cả nước. Thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của bác sĩ Nguyễn Viết Giáp và đội ngũ y bác sĩ nhãn khoa của tỉnh. Đó là những tháng ngày bác sĩ Giáp cùng đồng nghiệp dành tâm sức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và xây dựng mạng lưới chuyên khoa mắt cho các cơ sở y tế, cũng như các hoạt động phòng chống mù lòa trên địa bàn tỉnh. Hiện 100% trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đã có bác sĩ vào phòng khám mắt. 100% trạm y tế ở xã, phường, thị trấn có nhân viên chăm sóc mắt ban đầu và dụng cụ khám sàng lọc mắt cơ bản để phục vụ người dân. Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện hàng chục đề tài phát triển chuyên môn như đề án nâng cao chất lượng bệnh viện công lập, đề án thuê chuyên gia y tế trong nước, đề án xã hội hóa. Thông qua đây, Bệnh viện Mắt tỉnh đã triển khai nhiều kỹ thuật mới phục vụ người bệnh, mang lại hiệu quả trong điều trị và giảm chi phí chuyển tuyến cho người bệnh. Ông còn trực tiếp khám và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật mắt, trong đó có nhiều ca phức tạp như bệnh lý mắt do chấn thương, bệnh nhân mắc tiểu đường, bệnh lý tim mạch. Với những đóng góp hiệu quả thiết thực cho ngành nhãn khoa, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý do nhà nước trao tặng như danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2010, huân chương lao động hạng 3 năm 2014. Đặc biệt là danh hiệu thầy thuốc nhân dân năm 2021 và là bác sĩ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vinh dự nhận danh hiệu cao quý này. Ông còn là chiến sĩ thi đua toàn quốc
cùng rất nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Hội Nhãn khoa Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng. Nhưng có lẽ với ông, mỗi ngày được góp phần chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho nhân dân là điều ông tâm đắc nhất.